Thường những cái duyên nợ nó đi nghịch cảnh lắm nha quý vị. Ở trên đó mình gặp toàn là mấy ông tiên hay là mấy 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 tiên trời á, họ trẻ họ đẹp trai, mấy tiên nữ á, thì xuống đây á là mấy người hiền không à, xuống đây á gặp mấy Mary làm chồng làm vợ với những cái người mà ở cõi khác họ hung dữ hơn, là cái đó là cũng là một cái thử thách của mình để mình trả cái nghiệp ở trên trời, mình phụ rải mấy mấy trên kia nó cũng có yêu đương cũng có vợ chồng, mà khi mình hết phước mình xuống đây thì mình sẽ gặp những cái người hung dữ hơn để dạy cho mình những bài học, cái nào cái duyên vậy đó. Rồi để mình về trời mình mới biết trân trọng cõi trời sung sướng. Đàn ông đàn bà không có ai cũng có tha tâm thông hết, ai cũng có thần thông hết, và ai cũng đẹp trai đẹp gái cõi trời sống rất là hạnh phúc, không có tiền bạc thì không có ly dị với cõi trời chung vậy, ở trển không có ly dị. Dầu cho trển có duyên nợ rồi hết duyên, cả hai cũng là bạn. Có mấy lần thì hỏi với sư mẫu á, duyên kiểu nào sao bà đẹp vậy, bà ăn gái thôi chờ tới giờ này á, đợi thấy mình có ba cái remote rồi vẫn chờ. Thì nhiều đời nhiều kiếp có duyên, từ ở bên thời mấy nghìn năm trước đến lúc này phải gặp lại, thì cho nó mới chờ đúng ngày đúng giờ gặp lại để mà làm cái đạo. Rồi cái mình lúc kiện mới hỏi sao gặp bà cũ quá rồi, à sao mà hành mình quá vậy, ai xưa giữ con cho bà đi chơi mà đi chơi bộ luôn á, này nói tình mạng đó. Cái mình mới nói thì để cho con biết để học hỏi cái thế gian để sau này á con mới độ được, con mới tha mới hiểu được những phụ nữ, rồi mình hiểu được người phụ nữ không bao giờ muốn làm sai phòng mình này luôn á, không có tự nguyện muốn làm sai, trừ khi người đàn ông làm sai trước. Người đàn ông thường thường á làm sai là do bị yếu lòng này, nó hơi nhạy cảm, đổi đề tài. Tóm lại khi vợ chồng mà người Việt Nam á, mình đều có thể ngồi nói chuyện nhau được dễ hơn lấy chồng Mỹ hay ngoại quốc nghe không, thì cố gắng sửa nó. Người ta nói là của tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài, cưới nhầm cái nồi dĩa rách cũng hơi khác rồi à. Mà làm gói đi nằm nghe, trừ khi quá sức rồi đó, chịu không nổi rồi. Cái xã hội Việt Nam bây giờ là như 70-80% không cỡ đó ly dị hết. Có nhiều lắm, cô thấy cũng nhiều ở Sài Gòn hết quá trời. Một có bài ca gì á, tình dại khờ á, à, một quả tim vàng á, vàng mà tấp đều chanh cái quả tim vàng không có. Làm gì giờ tấp đều chanh cái quả tim vàng. Thầy mà dạy con cắm cái chổi, cái môn phái của ông là hình như là đỏ phải không? Đỏ, ông cũng có vợ con bên bên Ấn Độ, ông cũng đang có gia đình mà. À, ông có vợ, hỏi chú hỏi ông đi, hỏi anh bác thử đi. Tại vì môn phái vàng mới không được cưới vợ nha, môn phái đỏ có đó, mà không biết ông này có hay không, chú coi thử. Hình như bữa hổm, coi hỏi thử, ngày mai hỏi thử đi. Dạ có.
Có không mày? Mấy đứa con? Về thăm vợ hả? Hàng chứ ổng được có ba chồng mà ổng không lên được bốn. Nó cười đó, ổng không kể cho luôn nghe. Nó tức quá, mỗi lần mẹ về, tức là mẹ mình á, phòng ổng, ổng chỉ có ngó thấy là cái hình sau á là mẹ như vậy. Ổng không có nói chuyện được, ổng không có communication được. Rồi cái rồi mới hỏi mẹ, mẹ nói mẹ cố gắng khuyên ổng để mà tu tập, để mà giống như hộ sư phụ hộ pháp. Sư phụ chỉ nói pháp nha, sư phụ không phải là giảng pháp, cũng không có dạy như kiểu ổng. Ví dụ anh bắt ổng, hồi xưa có hòa thượng Nói Siêu cũng là cao tăng, ổng cũng có thần thông, cũng dạy cả thế giới đúng không? Thì những người mà gọi là A-la-hán là xuống trần á, hộ sư phụ á, thì cũng là một cái thiên tâm. Nhưng mà thiên tâm là gì? Thiên tâm là tu Phật. Thì công thức này công thức khác, mai mối luôn em mời những vị khác dạy tất cả đức ngôn họ tiên. Theo sư phụ là dĩ nhiên là cái gốc, nhưng mà mỗi đứa mà đệ tử con họ thiên đó phải đi học giống như một cái khóa tu bổ của vị này vị kia mình mới biết là biết đá biết vàng đó không con. À, ổng là cao tăng đó bỏ nè, là coi như là trường Stanford mà ổng về giải, đâu phải ổng là người thường đâu. Mấy thầy mấy thầy giỡn giỡn đâu có mời về làm gì. Ở ngoài kia thiếu gì thầy không biết cái gì mà người ta cũng giả bộ đi lấy cục bột lăn hay là lấy cái khăn đó, nó chứ đâu phải là cái kim lệnh này đâu. Kim lệnh này của cha cho đó, nó có thần lực rất là khủng khiếp, chịu lệnh được tất cả các thiên tướng á. Lâu lâu á và bà Tần thụ tính bữa nay đem ra là để trị bệnh nhớ thằng nhóc khùng khùng ngắn quá đến đây nè. Lâu lâu mấy đệ tử á, phải giống như tuyên nắp bữa trượt á, xả nghiệp này giống như là xả nghiệp vậy. Mỗi lần làm xong là phải đem xa gì xong á, xong trầm hương với nước hoa. Cái đứa nhỏ mà sư phụ nói á, trời giỏi lắm sư phụ, cắm một phát dính liền luôn sư phụ. Hả? Cái thằng nhóc nhận quá hả? Nói đâu rồi? Dạ. Mẹ dẫn về rồi sao sư phụ? Nói gì? Lên cắm một cái là dính liền. Đệ tử sư phụ. Xưa nó bệnh nặng hơn nhiều. Cái nghiệp á. Nói đi con nói đi. Sư phụ cho con hỏi giống như một người mẹ mà sanh ra một đứa con mà dị tật á. Đó là một cái nghiệp của đứa con hay là một người mẹ? Tại vì người mẹ sinh ra đứa con vậy người ta rất là đau khổ mà còn bị người đời hay nói ô tại vì mày thất đức quá nên mẹ đẻ con như vậy. Thường á mình thanh nghe những đứa con mà nó bị tật á, thật sự á mình nói thí dụ nha, điều là một cái tiền kiếp của mình, một là hồi tiền kiếp mình mắc nợ gì nó đầu thai lại để mà nó làm khổ mình, nó làm cho mình bận biểu để mình trả nợ. Khi trả hết cái nợ xong nó bỏ nó đi, chứ không phải là người ta nói có phần là mẹ mất đức sanh ra đứa con bị tật cũng một phần đúng đó. Nó do cái nghiệp hết à. Mình phải trả, chứ không phải mình sanh ra rồi mình bỏ nó. Thì mình lại nghiệp lại chồng nghiệp, nợ một kiếp không trả thì trả tiếp, kiếp sau trả tiếp. Cho nên thằng nhóc này á, nó cũng là cái nghiệp. Con buồn ngủ con nhiều đó, con ngủ đây lắm, nó có dưỡng chóng rồi.
dẫn nó đi về nghỉ này ngồi đấy làm chi, mấy đứa đệ tử này nó mới giờ tới đâu có sao mà được, được rồi, giáo viên nhớ đủ rồi, đó về nghỉ ngơi ăn uống đi. Chung quy lại tất cả những đứa con thiền đệ tử thiền tấn kiệt đó, trước tiên mình phải hết sức mình. Cô đang nói về mấy nữ thì mình hết sức mình để mình hàn gắn cái gia đình trước. Mà khi mình hết sức mình rồi mà không nổi thì xin ở trên, nếu ông chồng nó thật sự hết duyên chỉ vậy thôi, chứ không phải là đụng chút xíu cái là mình nản mình bỏ cuộc, dầu cho nó hư cỡ nào đi nữa, dầu cho nó lấy hình của bồn nó khoe cho mình coi nữa, cậu nhỏ đẹp hơn em nha anh, thôi em đi thẩm mỹ viện nha, em lấy tiền đi thẩm mỹ viện để em làm đẹp hơn nó nha, mình hết nè. Chứ giờ sao giờ, nhưng mà cái con ghệ đó mà cặp với thằng chồng mình á, chừng 7, 49 ngày nó lấy hết tiền nó cũng đá đứt rồi. Người đó thằng đàn ông á, bởi vì trong cái ông bà mình nói á, lá rụng về cội mà. Thằng đàn ông đi kiểu nào nữa, có bay 4 kiểu nào cũng về với mình nè. Chứ hồ có ông nội hồi xưa rất là giàu ở vùng kinh làng thứ bảy, thì đó giàu hồi xưa chiếc xe ăn cốc mà ở Việt Nam á là ổng có rồi phải không, là ổng đi lúc đó ba với sư phụ là khoảng như ta năm mười mấy tuổi thôi, là ổng bỏ xứ ổng đi ổng cặp bồ quá trời luôn, lên Sài Gòn ở biết bao nhiêu bà nội nhỏ đẻ gây chắc đóng con luôn á. Nhưng mà sau này khi mà ổng bệnh gần chết thì không có bà nào lo cho ổng. Bệnh gần chết là hết tiền rồi, người cũng phải lết xác về nằm đó chừng 5-2 năm rồi cũng chết, bà nội lo chết, ý là vậy đó. Cho nên sư phụ có kinh nghiệm, sư phụ mới nói cái này lá rụng về cội, rồi sư phụ cũng phải làm mồ làm mã hàng năm về đó. Thì ông nội mình mà chỉ có một cái ông hay, có một cái á là ông về ông không bao giờ ông nói bà nào ở đâu địa chỉ nào, ông đẻ ra nhiêu đứa con. Cho nên bây giờ sư phụ coi ai mà họ ngô đó là sư phụ nghĩ không biết người này có bà con với mình không, tại vì ông đẻ quá trời nhiều anh em, quá trời nhiều, mình coi có mặt ông này có giống mình không, tại vì ông về ông giấu. Cho nên từ đó là mất liên lạc, tức là không biết luôn á, ông tích luôn. Ông lên Sài Gòn ở là lúc ba sư phụ ở mấy chục năm á. Ghê không? Vậy mà để ăn đóng con nhất định ổng cho bên đây liên lạc để tìm để gặp nhau á. Cho nên về sư phụ ra đường hỏi kiếm ai họ Ngô, có phải là con cũng như là chú bác của mình không, phải không, anh em mình không? Tại lúc qua Mỹ khổ quá, có mình là không có gì, cô cậu chú không, anh em không cha mẹ hết, cứ ai họ hơn luôn, để mà mình lỡ mình có đói thì mình cũng xin được chén cơm phải không. Tại vì đàn ông vậy lá rụng về cội tin đi, mấy con phải chiều chồng. Cái sư phụ nhắm á là gì, cái hạnh phúc và cái vui. Khi mà một đứa đệ tử mà không có hạnh phúc, con của mình nó sẽ lãnh cái hậu quả của mình á. Cha mẹ không có lãnh hậu quả nha. Những đứa con nó lớn lên á, nó sẽ y chang như mình. Thì mình thương con, và đồng thời á, mình có cái đạo, mình biết là cái này cái nghiệp, mình làm đúng, mình xả nghiệp, mỗi ngày đọc kinh á mình sám hối, và mình thương con mình. Thì là những đứa nữ mà con hội thiên á gác làm vậy, chiều chồng nhịn á, nó có lỗi gì cũng phải nhịn, từ từ để mình xoay chuyển.